Alo, xưa đây nè, tôi ngọt nè. Nè, là ngày này đã dương một đăng ti vị thi lại chạm lên trên pi mà xin từ tạm ổ bể từ khăn Facebook tỏ đàn đỏ ở miền quality trên pi mà xin từ tỏ đàn đỏ. Ok, là lỡ dương cảm thi là dương thử miễn cứ nó ra tàu DJ là dương thử phá chạm lên nhé. Hay mỗi tiết cứ cảm thi ổ bể và lỡ từ bọn lái dương từ châu màu cái lại ní bạn bà dương âm biên tế dương châu màu lại nắng dương châu màu cái lại audio và toàn mặt tiết dương cho install bạc lại install về cho máu với châu chẳng ní cái lại ní bà sân chỉ dương pra mac dương này tạm này cho cái lại ní hiện tại bà dương pra windows dương cho lừa một tần nó này máu bà cho lừa một tần nó này máu viên đang download bà bị download trên màn trẻ vì download thôi bạn này từng ở kia cho extract file nên chỉnh nó cho extract này này cho chỉnh đi hái viên nên chỉnh màu chỉnh này này là dùng lục màu này cháo để sang dùng biên hái này bị chỉnh màu chỉnh á ok là dùng châu năng tỏ máy dùng cho cái lại set up lại này hai dùng thua từ tam ca này nó bỏ về tới vì đã rồi rồi hỏi bạn này dùng an mở cái lại này tí vì đại dương này dương thư tam ca này nằm ở cái lại ni máu để ngọc ni mưa cái lại mưa tam nâng máu đọc pi dương install là nâng hỏi à lời dương install nâng rồi hỏi dương châu được nông cảm thí ra tổ bao dương bình bà tổ bao dương cho make audio available to other application ok à lời dương cho nâng hỏi mùi dương châu tới cảm thí OBS hãy dương cho mặc lại ni add bà add hai dương cho audio input capture bà dương đặt cái add new máu hai dương rước vô việc thả line in ok vô cái line này anh đi dương bà dương miền mà sân dương miền xuống sân dương bị lô trâu chẳng hết ok hai dương cho ok máu mũi tiệt mơ cái line này dương cho bật microphone cho tới nên desktop này cái dương bật chào đã dương tục tầm mùi trong bàn này cái lại audio capture này là dương đồ smooth mất dương đặt tha nâng cái Serato DJ Pro cho mất ok là dương châu được nông cảm thi Facebook và này page bằng dương có thể họ page của bạn ấy của bạn ấy dương châu được cái lại live thành live video bạn ok bạn bây giờ live video hai cứ dương này 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 dương trên màu nó dương trên màu cái lại use stream key bà hai dương copy stream key này vô một ha nơi cái lại này bà cho cái lại file setting hay cái lại stream này bà dương sẽ máu dương đặt Facebook live này ok dương control v máu ha cho máu ok anh ấy cứ chia stream key bà dương mấy ok lỡ dương chọn start ok là dừng start streaming đã hay còn chọn go live đấy go live đấy cứ việc tự hay chọn play mà bye bye chúc mừng đã bị đầu cõi tiền.